Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì hội nghị đầu tiên để kiểm điểm công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2. Sự kiện được tổ chức ngày 22 tháng 4 vừa qua có sự tham gia của toàn bộ lãnh đạo các sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc trên cả nước. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, cơ quan này sẽ thay đổi tư duy làm luật, thiết kế các cơ chế chính sách trong việc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu của người dân bộ trưởng nguyễn thanh nghị lần đầu nói về những ưu tiên chính sách của mình ông nhấn mạnh bộ xây dựng sẽ thay đổi căn bản tư duy về đề xuất pháp luật cơ chế chính sách các giải pháp về phát triển nhà ở và thị trường bất động sản đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở xã hội nhà thương mại có giá phù hợp hạ nhiệt giá nhà bằng tư duy chính sách mới Bộ Xây dựng sẽ ưu tiên đặc biệt đến việc tháo gỡ khó khăn cho việc phát triển nhà ở xã hội, nhà thương mại có giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của các nhóm đối tượng. Ngoài ra, Bộ sẽ hoàn chỉnh, bổ sung, sửa đổi nghị định về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư, trình chính, chính phủ thông qua và triển khai thực hiện. Một trong những ưu tiên của ông Nguyễn Thanh Nghị là hại nhiệt giá nhà. Trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, cả nước đã xây dựng hơn 5,21 triệu m2 khoảng 104.000 căn hộ nhà ở xã hội, mới chỉ đạt khoảng 41,7% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, 12,5 triệu m2 do đó bộ xây dựng nhấn mạnh cơ cấu sản phẩm bất động sản đang chưa hợp lý thiếu gai gắt nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp bộ cho rằng cơ chế chính sách phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nhà ở thương mại giá thấp chưa đồng bộ chưa đủ mạnh có một số điểm chưa phù hợp với cơ chế thị trường chưa khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trong khi đó hiện tại vấn đề đặt ra là định chế tài chính chưa đầy đủ một số cơ chế chính sách về thuế tín dụng đất đai còn bất cập ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực cho thị trường trong khi đó có biểu hiện dư cung ở một số phân khúc bất động sản cao cấp rất thiếu phân khúc nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội một số doanh nghiệp vẫn tập trung đầu tư vào các loại hình bất động sản cao cấp bất động sản nghỉ dưỡng chưa coi trọng đầu tư vào phân khúc nhà ở bình dân giá rẻ nhà ở cho thuê nhà ở xã hội Hiện tại giá nhà ở đang ngày càng tăng cao tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, vượt quá sự chi trả của phần lớn người dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ tăng giá nhà diễn ra nhanh chóng ở nhiều khu vực. Cụ thể thì giá căn hộ tại khu vực trung tâm của thành phố, kể cả khu đô thị Thủ Thiêm đã lên đến khoảng 115 đến 162 triệu đồng trên mét vuông, tại khu vực quận 9 khoảng trên dưới 45 triệu đồng trên mét vuông theo một báo cáo của Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nhận định thị trường thiếu nguồn cung sản phẩm nhà ở và các chủ đầu tư dự án muốn tối đa hóa lợi nhuận nên đẩy giá, sau đó giá nhà luôn luôn có xu thế tăng, nhất là trong lúc sức mua trên thị trường sơ cấp vẫn mạnh và tỷ lệ hấp thụ của thị trường rất cao, bình quân lên đến 70 đến 80% qua các đợt mở bán dự án nhà ở trong năm 2020. Trong khi đó, theo dữ liệu nghiên cứu của Service Việt Nam, Tại Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, giá nhà sơ cấp tăng 5% mỗi năm. Giá nhà một số khu vực vùng ven cũng tăng lên 50 đến 60 triệu đồng trên mét vuông. Giá nhà đang gấp thu nhập bình quân của người dân 20 đến 30 lần. Tôn trọng các ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp. Tại hội nghị thì Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã đưa ra một số định hướng chính sách lớn cho các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng trước diễn biến của tình hình thị trường bất động sản, ông đã đề nghị bộ không được chủ quan, phải chủ động theo dõi, bám sát, nắm chặt chẽ diễn biến tình hình thị trường bất động sản và kịp thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo thị trường phát triển một cách ổn định và bền vững. Bộ trưởng nhấn mạnh đến giải pháp về cân đối nguồn cung, minh bạch thông tin quy hoạch, tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thủ tục hành chính, ngoài ra cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản ở các địa phương. Người đứng đầu ngành xây dựng cũng ưu tiên công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, hoàn thiện pháp luật. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá và dành nguồn lực thích đáng để thực hiện. Ông nghị cho biết bộ xây dựng sẽ chủ động ra soát, đánh giá tác động thực tiễn của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để kịp thời đề xuất điều chỉnh, chỉnh đổi hoặc thay thế, bổ sung khi cần thiết. Các đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo mục tiêu quản lý và phát triển, đối tượng điều tiết cụ thể và có tính kế hoạch tính dự báo cho giai đoạn 5 năm sắp tới. Bộ trưởng lưu ý đến vấn đề xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mới như luật quản lý phát triển đô thị, luật cấp thoát nước, luật quản lý không gian ngầm. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế, đảm bảo tuân thủ đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính là không cầu toàn, phải quyết liệt chủ động sửa đổi ngay các văn bản quy phạm pháp luật có vướng mắc, cản trở sự phát triển, không phù hợp với thực tiễn, kể cả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành bộ xây dựng cũng sẽ tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc bộ sẽ tăng cường kiểm tra giám sát chấn chỉnh hướng dẫn công tác quy hoạch quản lý thực hiện quy hoạch theo pháp luật đặc biệt là việc điều chỉnh quy hoạch đô thị cục bộ điều chỉnh quy hoạch các địa phương thời gian tới sẽ công khai quy hoạch trên cổng thông tin quy hoạch quốc gia người đứng đầu ngành xây dựng cũng cho biết sẽ tăng cường đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức viên chức bảo đảm nâng lên về trình độ chuyên môn tinh thông nghiệp vụ nâng lên đạo đức nghề nghiệp đạo đức công vụ và có các giải pháp giám sát phù hợp trong quá trình thực hiện công vụ đảm bảo công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng lãng phí có hiệu quả các đơn vị phải tăng cường quản lý nội bộ quản lý cán bộ phải hết sức cầu thị lắng nghe tôn trọng các ý kiến phản biện góp ý của người dân doanh nghiệp và tổ chức đi đôi với kiên trì tuyên truyền thuyết phục triển khai thực hiện những vấn đề phù hợp có cơ sở lý luận cơ sở thực tiễn ông nhấn mạnh